Ok, chào các bạn. Hiện tại thì Cảnh Tây đang có mặt tại một con đường rất là vắng, và ở đây là một con đường quê nha các bạn. Đó, thì ở đây nó được cái là nằm ngay cái kế một cái trụ đèn rất là cao, rất là to, cho nên ánh sáng cũng đủ sáng. Và cạnh ngay chỗ này thì chắc các bạn cũng chưa hiểu tại sao là mình lại đứng ở đây mình quay. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn biết vì sao mình lại đến đây mình quay nha. Giờ mình sẽ đậu xe ở ngoài đường lớn để mà khám phá cái khu nhà hoang này. Thì mình không biết như thế nào nhưng mà người ta bỏ hoang hai ba căn nhà ở đây, và ở đây thành một cái bãi tập kết rác. Thì cảnh tê trời gớm quá. Ôi trời, dưới đất hình như là hầu như là bơm mìn rất là nhiều nha các bạn. Hầu như là nơi đây rất là hoang vu và bị bỏ, không biết bỏ từ lúc nào, rất là lâu rồi các bạn. À, phải cẩn thận không thôi đập mìn nha các bạn. Thì đây xe mình đang đậu là ngay ngay mé lộ luôn đó, xe mình đó đang đậu ngay mé 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 đường luôn. Ở đây là một con đường nhỏ. Ok. À, đây. Nhà này thì được ở trên nó làm là mái lá. Mái lá nha các bạn. Bên kia còn căn to nữa. Không biết nguyên do gì mà người ta lại bỏ như thế này. Đây là nhà người ở nha các bạn, chứ không phải là chung cư nha. Đây, nhà này là chúng ta thấy phải nhìn ở dưới, không thôi đập mìn nha các bạn. Rất là nhiều người vào đây thả mìn. Đây là nhà vệ sinh. Đây là một cái phòng nhỏ, và ở trên này là có mái ngói nữa nha các bạn, vừa có mái lá vừa có mái ngói nữa. Đây, tơ nhện đóng rất là nhiều luôn nha các bạn. Đây thì không biết là bỏ hoang bao lâu rồi mà mình thấy những cái vết tích của bơm mìn người ta đặt trong đây quá là nhiều. Đây là xe găm máy ngoài để anh quay cho các bạn thấy toàn bộ xung quanh ngôi nhà. Đây, mái trước là bị sụp sệ, nhìn các bạn thấy không đó, mái trước là bị sụp sệ rất là nhiều đó. Nhà thì hai bên cửa sổ là bị đục toang ra luôn, cửa chính thì bị mở đó. Bây giờ bên kia còn một căn nữa, bên phía đó còn căn nữa, một căn nhỏ. Bây giờ mình qua căn lớn, sợ kim tim ống chích đồ. Bên đây thì hình như bị phá rồi. À, bên đây là mình thấy được là một hai, hình như bên đây là hai căn, mà căn này là bị phá, còn hai căn, cái căn kia là một cái căn liền rất là to, rất là dài mà không có bị phá nha các bạn. Giờ mình sẽ đi vào đây để khám phá. À, các bạn đừng thử giống mình nha. Khi mà đi đi một mình như thế này thì không biết được cái gì xảy ra đâu. Đây là quá trời, nó thành cái nơi tập kết rác các bạn. Đây, bên đây thì có thể vào được, và nó là một cái nơi tập kết rác. Đây có cái phòng bị người ta gào lại rồi. Bên kia vô được chút nữa sẽ qua. Phải nhìn dưới chân, cẩn thận kim tiêm ống chích hay là cái gì đó có thể gây nguy hiểm. Đây,
Đây ngôi nhà liên thông với nhau, ngôi nhà này liên thông trong kia thì có rất nhiều mìn, có cả mìn mới mìn cũ. Hello, đây con vẫn còn bàn thiền thờ. Nhang này thì đã quá lâu rồi. Ok thì thôi không đụng tới. Mà còn vàng lại nói nữa. À, còn cái quần treo rất là lâu rồi. Giờ mình sẽ qua đây. Bên đây thì cũng y như vậy. Má ơi. Mà nhà này xây kiểu rất là ngộ, nó liên thông với nhau. Chắc ở đây là, ở đây ta sẽ làm cái, nếu ở đây mà nhà còn, chắc đây là một cái chỗ thờ, kiểu nhà dưới quê nó dễ. Ok, đây là thành cái nơi tập kết rác và chỗ đi vệ sinh. Ở bên đây còn một căn nữa. Và căn này có vẻ sạch sẽ hơn nhỉ. Nhưng mà ở dưới vẫn có bơm mìn nha các bạn. Miễn. Ở đây có cái giếng các bạn. Cái giếng có còn gì nếu mít như. Hình như là giếng này cũng có dầu các bạn ơi. Giếng này nó có dầu. À lăng quăng. Là quăng. Đúng rồi. Đây. Nhà này thì được làm cũng như những nhà kia là kiến trúc là xung quanh là tường đá, những vật liệu chắc chắn. Ở trên là mái ngói, mái lá kết hợp rất là nhiều. Tóm lại thì nơi này là mình không biết được sự tích sao mình như thế nào. Thì vào một ngày khác mình sẽ quay trở lại đây để khám phá và tìm hiểu xem lý do tại sao mà người ta lại bỏ. Đây là một căn nhà rất là lớn. Trước kia nhà còn có cái cá cây bàn. Đó. Hôm nào mình sẽ quay trở lại đây để mà khám phá trải nghiệm và cũng như là hỏi xem lý do gì mình sẽ đi phỏng vấn cũng như là đi hỏi thăm những người ta. Ồ, trong đây còn bàn thờ, hình thờ nữa các bạn. Ồ, trong đây còn hình thờ, có hình thờ Phật luôn các bạn. Qua wow, vậy ngôi nhà này là, ngôi nhà này là căn có gì đó cho nên người ta phải phá cửa lại ngôi nhà này. Đây ngôi nhà này là cái ngôi nhà trong mới nhất trong ba ngôi nhà, bốn ngôi nhà ở đây, thì cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà mà có vẻ là nguyên vẹn nhất. Thì hồi nãy mình vừa nhìn vào bên trong thì mình thấy có một cái bàn thờ là để hình hình Phật ở trong ngôi nhà đó. Thì các bạn nhìn thấy đây có một ngôi nhà rất là lịch sự, còn ở đây là những cái ngôi nhà mà bị lụp xụp đổ dở thành nơi để người ta bỏ rác bỏ đồ. Còn ở đây có một cái ngôi nhà này thì là trông rất là lịch sự nhất, và ở bên trong thì rất là sạch sẽ, không hề có rác hay gì hết. Và nó có một cái bàn thờ, bàn thờ thờ Phật tổ hay sao đó, Phật Thích Ca, đúng rồi. Ok. Đạp ngay cây nó bay văng lên mặt. Ok thì mình sẽ đi thử coi thử bên đây coi coi thử coi có đường vô cái nhà đó không nha. Tại hôm nay mình vô tình đi ngang qua đây và biết được như người ta chỉ tới là trong đây có cái khu khu vực này có nhà như vậy. Bị gào luôn nha các bạn, bị phá luôn à. Ở dưới không biết là có vô được hay không thì mình không biết. Thì hôm nay mình chỉ khám phá tới đây thôi. Đó, tại hôm nay mình đi không có chuẩn bị theo dụng cụ cũng như chân máy gì hết. Làm đi solo luôn, đó. Đó thì đây là khu vực này đây, rất là vắng. Đó thì hôm nào mình sẽ quay lại đây cũng như mình tìm hiểu xem. Đó. Ở đây thì bạn nhìn thấy không? Ở đây kế bên thì nó có công ty, có quán ăn lớn, và một cái con đường này là đi vô đây, tức là khu này cũng dân cư đông lắm.
Nhưng không hiểu tại sao thì cái khu vực này lại có những cái ngôi nhà bỏ như thế này. Đó, thì chúng ta thấy được một căn, hai căn. Căn này là căn bự nhất nè. Căn này theo mình thấy là bự nhất. Rồi ta căn này. Đó. Nằm liền kề với nhau. Và căn này là mình thấy căn là căn nguyên vẹn nhất. Cái căn là đàng hoàng nhất, không dơ. Và các bạn nhìn kỹ ở đây, mình sẽ zoom cho các bạn thấy. Đây, cửa sổ của ngôi nhà đã bị người ta phong tỏa lại bằng đá, người ta dùng xi măng người ta phong tỏa lại. Từ cái cửa sổ bên kia, đây ba cái cửa sổ đều bị phong tỏa lại. Thì mình nghĩ là ngôi nhà này có chứa đựng một cái điều gì đó rất là ma mị, rất là huyền bí. Đó, ở trên thì cũng là mái ngói thôi. Cửa sau, cửa trước đồ là bị phá lại hết hoàn toàn. Thì mình sẽ trở lại đây một lần nữa vào một ngày không xa. Có thể là mai mốt nữa mình sẽ quay trở lại đây để mà khám phá và khai thác cái vị trí này, để xem tìm hiểu về tâm linh ở đây. Đó, ngôi nhà ở đây thì chúng ta thấy không? Đây đường cũng rất là rộng lớn. Nhà này nếu tính ra nhà này là thuộc về mặt tiền luôn rồi nè. Chỉ cần chỉnh lại là thành mặt tiền đường nè. Tuy là đường không lớn, không sùng quất nhưng mà đều vẫn là mặt tiền. Nhưng mà lại bỏ như thế này nè. Chúng ta có thể nhìn thấy được ở bên trong đây. À, có cả mấy cây phê môn đồ nha. À, ngói đồ bể chân. Cái này nếu mà chỉ cần chỉnh là một xíu thôi là nó sẽ thành mặt tường điện, mặt tiền đường hẻm thôi. Này cái hẻm thôi, đó. Nhưng mà không biết sao người ta bỏ nữa. Thì ok, giờ mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ like và share ủng hộ cho mình. Đừng quên bấm vào đăng ký cũng như là click vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất nha. Bye bye các bạn.